1. Lớp 1A1 gồm có 3 lớp chủ nhiệm học sinh do cô giáo Tư Minh Luật chủ nhiệm. Trong công tác chủ nhiệm, cô đặc biệt tìm sát sao với lớp. Trước mắt chúng ta, các hiện tượng các gương mặt nhỏ tuổi, đó là gương mặt các em học sinh ở độ tuổi lớn trường. Hôm nay em rất vui mừng, phấn khởi vì có thêm thầy cô, bạn bè và ngày đầu tiên được các sách đến trường. Tiếp theo là lớp 1A2. Lớp 1A2 có 38 em học sinh do cô giáo Vương Thị Thu chủ nhiệm, là cô giáo luôn tận tình hoàn thành với người được học. Trong giảng dạy, cô luôn cố gắng phấn đấu, học hỏi không ngừng. Năm học này, cô được đón nhận 38 em học sinh. Các em đều là những công lao sinh viên đang sơ cấp. Đang chuyển qua lễ đài là lớp 1A3. Lớp 1A3 có 38 em học sinh do cô giáo Lã Thị Huệ chủ nhiệm, là cô giáo trẻ nhưng có rất nhiều kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm cũng như trong công tác chuyên môn. Nhiều năm qua, cô đều đạt là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và cấp tỉnh. Lớp 1A3 năm nay sẽ rất tự hào khi được lấy tên trong vòng tay của cô. Mong rằng các em học sinh lớp 1A3 sẽ luôn chăm lo học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Ban chỉ đạo lễ đài là lớp 1A4. Lớp 1A4 có 39 em học sinh do cô giáo Giang Minh Luân chủ nhiệm, là một cô giáo có thể dạy thành tích cho công tác chủ nhiệm cũng như chuyên sinh viên. Trong thời gian qua, cô luôn là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Các học sinh lớp 1A4 sẽ thật tự hào được lớn lên trong bàn tay của cô. Mong rằng em nhất học sinh lớp 1A4 sẽ luôn theo lời cô giáo, chăm ngoan học giỏi để phục vụ lòng mong mỏi của cô. Tiếp theo là lớp 1A5. Lớp 1A5 có 39 em học sinh do cô giáo Lương Đức Tân chủ nhiệm. Với trình độ chuyên môn vững vàng, cùng với lòng yêu nghề mến trẻ, cô đã dành phần lớn thời gian cho công tác giảng dạy nhằm đưa thế hệ trẻ hôm nay vững bước vào tương lai. Tiếp theo là lớp 1A6. Lớp 1A6 có 39 em học sinh do cô giáo Lương Việt Tình chủ nhiệm, là một cô giáo luôn nhiệt tình trong công tác chủ nhiệm lớp. Và với lòng thân say nghề, cô đã đem hết tâm huyết của mình cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Lớp 1A6 năm nay sẽ rất tự hào để lớn lên trong vòng tay của cô. Mong rằng em học sinh lớp 1A6 sẽ luôn chăm ngoan học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.